Một bạn đem 18 cái tờ tiền 100 đồng kỷ niệm phát hành năm 2016 này. Đây là kỷ niệm 65 năm thành lập. Cái này là thời đấy là ngân hàng nhà mình bán ra cho mọi người ấy. Mình tờ tiền như này thì là 20.000. Và có cả folder đựng như này là 25.000. Thì sau cũng 8 năm rồi chứ nhanh thật. Sau 8 năm thì bây giờ mình mua lại cho bạn. Đây là 50.000 một cái như này. Tờ tiền 100 đồng kỷ niệm này thì có 5 đặc điểm bảo an để chống làm giả đấy. Hình định vị này, bóng chìm hoa sen này, mực đổi màu này, dây bảo hiểm này. Và mực màu lấp lánh phát quang. Sau đèn cực tím lên CD sẽ chuyển sang màu xanh như này này. Và đây là mực màu vàng lấp lánh phát quang này. Trong này thì có hình chìm hoa sen. Hình định vị thì ở đây. Sao em lại có nhiều như này? Anh đừng có người cho. Đây là không sưu tập được. Tại cũng nhiều đúng không? Vâng. Có giữ lại tờ nào chơi không? Em muốn giữ lại 2 tờ để làm kỷ niệm thôi. Ở đâu là cũng không giữ lại nhiều. Ok. Thì anh mua 50.000 một tờ thì em thấy giá như nào? Được, ổn, em thấy hợp lý. Tại vì cái này là ngày xưa ngân hàng bán công khai có 25.000 thôi. Vâng. Sau 8 năm là em để gì? Đưa tiền tiêu lộc được cho thích. Cái này thì 18 tờ là được 900.000. Thôi làm tròn em 1 triệu. Vâng, em cảm ơn. Ok em.